Cửa hàng âm thanh số đỏ xin kính chào tất toàn thể tất cả các bác ạ. Ngày hôm nay cửa hàng em rất là vui mừng khi được giới thiệu tới toàn thể tất cả các bác, đây là một lô loa rất là chất, một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Nếu đến nói đến Tây Ban Nha thì mọi người sẽ hay nhắc tới những thương hiệu mà rất là nổi tiếng, ví dụ như là Audio Center, loa MOV kép, rồi vân vân. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến được một đôi loa JD, một đôi loa JD Palladio, một dòng loa được đánh giá còn cao cấp hơn, chất âm hay hơn so với Audio Center nữa. Một đôi loa bên em đã rất là cất công để sưu tầm cũng như là lấy hàng được về cho các bác, rất là đẹp, full 30, một tép kèn. Thì mọi người sẽ thấy là với cái thương hiệu của Tây Ban Nha thì kiểu dáng gần như là na ná nhau hết rồi, cái kiểu dáng bên họ gần như là có một cái phong cách thì phải. Nên chúng ta sẽ thấy là cái họng phễu nó sẽ chuyển sang là màu vàng gold. Đấy, màu vàng gold, màu vàng đồng. Và bát loa cũng được là bát loa chống nước. Đấy, cái kiểu ốp của E-căng cũng tựa tựa giống Audio Center. Đấy, cũng tựa tựa giống kiểu vậy. Thùng vách nó cũng tựa tựa như vậy. Đấy, cũng tựa tựa kiểu như thế các bác nha. Các bác nhìn này, nó cũng tựa tựa kiểu vậy cả. Rất chắc chắn thùng gỗ loa này, lâu này em chưa vệ sinh một chút nào luôn, chưa đụng chạm một chút gì luôn. Đấy, tất cả góc cạnh đang còn ngon lành hết, chỉ có những hơi hơi vết chảy xước thôi, do gọi là vận chuyển hơi chuỵ chảy xước một chút. Còn tất cả mọi thứ là nguyên bản 100% đến từng con ốc, từng cái e căng, tất cả mọi thứ nó cực kỳ đẹp cho mọi người, không cần phải lăn tăn gì nữa. Đây là một đôi loa quá đẹp và xuất sắc trên thị trường. Với đôi loa của JD thì luôn luôn được đánh giá với độ âm bát nó trung thực hơn, nó sâu lắng hơn và nó không bị phè, bị rẻ, bị xé tiếng giống những dòng loa khác. Và đặc biệt nó một nấc cao hơn với Audio Center. Với loa Audio Center mà cùng phân khúc như thế này thì giá sẽ mềm hơn một chút so với JD. JD này giá sẽ cao hơn. Đấy, với những đôi JD bình thường nếu không phải là năm nay mà chúng ta nếu bắt gặp ở những năm trước nữa thì nó loa này các bác phải mua số tiền tầm khoảng 15 triệu trên 15 triệu để các bác mua được một đôi full 30 của JD. Rất là hiếm các bác nhé. Và em cứ không để mọi người phải đợi lâu, trước khi đi nói sâu về cái dòng loa này và cái lô loa này thì bên em báo giá lên cho mọi người biết luôn. Đó là lô loa này hiện tại cửa hàng bên em sẽ bán cho các bác với cái giá nó là 13 triệu đồng. 13 triệu đồng giá tại cửa hàng bác nha, 13 triệu đồng. Một lô loa tuyệt đẹp, rất là hay, bao hay cho mọi người. Với những lô loa thương hiệu của Tây Ban Nha thì nó là Audio Center đã gọi là làm tên năm tuổi không ạ, thì nó sợ phổ biến hơn, nó khá là nhiều thị trường. Nhưng đối với JD thì nó là một cái hiếm hoi khá là nhiều, nó khó hơn, khó mua hơn và nó có độ hiếm hơn và giá trị nó sẽ cao hơn. Với thiết kế thùng bằng toàn bộ là bằng gỗ rất là chắc chắn, lo rất là nặng các bác nha. Thùng vách rất là chắc chắn và dày. E căng là e căng đục thép, thép là lỗ đục lỗ. Ốp mặt rất là cứng cáp, tạo đôi loa này nhìn săn chắc, rất đẹp. Tiêm JD được làm rất là đẹp luôn, với thiết kế là JD đấy, JD Prolife Dio đấy, rất đẹp các bác. Thì nó thực sự là nó tắt lên mà gọi sang trọng và cứng cáp các bác nha. Và bây giờ em xin mời các bác cùng vào xem cái nội thất của dòng loa này nhé, xem nó sẽ có những cái gì để nó đẳng cấp như thế nào các bác nha. Trước khi đi vào nội thất thì em sẽ cho mọi người xem cái bản thông tin đây. Đấy, chúng ta cùng xem đây, hơi tối quá thông cảm. JD Prolife Dio Highway công suất thấp nhất là 350W, trung bình là 700W, trung suất cao nó là 1400W, trợ kháng 8 ohm. Đấy, họ làm đây, tem là tem chính hãng đây, tem mã vạch của công ty, hàng xịn chính hãng chính thực. Đấy, các bác nha. Espan này, đây sản xuất cái công nghệ của Tây Ban Nha này, rất đẹp, phải nói là cứng cáp, thùng vách là cứng cáp lắm các bác, rất đẹp luôn nha. Và đây là nội thất của lô loa này. Đấy, thì trước tiên em phải nói về cái tép. Thì với cái tép này của dòng JD các bác nhìn cho em, họ làm khá là dài. Họ làm khá là dài, đặc biệt là họ làm cực kỳ dày luôn, họ đúc rất là dày luôn. Đúc cái họng rất là dày. Được sơn là màu vàng đồng các bác nha. Đấy, em thì chưa vệ sinh cho nên nhìn đang hơi bẩn. Tép thì rất là to. Thực sự tép rất là to các bác. Nó to hơn tất cả dòng tép của Audio Center luôn. Và to hơn cả tép của TV, to hơn cả tép của rất là nhiều hãng thị trường. Nó tương tự to to giống như kiểu của Watt Foden luôn vậy á. Nó rất là to các bác nhé, rất là đẹp. Đấy, rất là to luôn, cực kỳ đẹp. Cái logo JD được đúc ở trên cái nắp này. Nắp này được làm bằng nhôm các bác nhé, bằng nhôm. Tất cả ốc trên đây là đều sử dụng ốc Hoa Thị luôn.
ốc hoa thị. Đấy, và có tem của hãng Niêm Phong đây, tem mã vạch. Đấy. Tem JD mã vạch của bác nhá. Nhìn rất là nặng, tép rất là nặng. Tép này phải tầm trên 3 kg các bác nhá. Con tép này phải tầm trên 3 kg. Rất là nặng luôn. À, và đây là cái bát này. Thì cái bát các bác nhìn cho em, phải nói là sướng nhất ở cái bát này đó là cái nâm châm. Thực sự cái từ nâm châm này có đẹp luôn. Các bác nhìn cho em những cái vết cắt của nó đây. Trời ơi, quá sắc mịn luôn này. Nâm châm điên hoắc luôn. Quá sắc mịn luôn. Với chữ nâm châm kiểu này thực sự từ tính là quá kinh khủng các bác này. Từ tính rất là cao. Rất là cao các bác nha. Với tiềm là JD ở phía trên đây. JD Bồ Đào Lai. Đấy, sao trên đây. Và một tiềm mạo vạch ở đây. Đấy. Bát loa này thì được tất cả đều được phủ chống nước hai mặt. Đấy. Có nghĩa là sẽ phủ chống nước cả mặt trong và mặt ngoài gần hai sóng. Rất là đẳng, rất đẹp các bác này. Thực sự là nhìn đang có rất là đẹp đúng không ạ? Có đẹp luôn. Thực sự không chê được cái gì cả. Phủ keo quá đã. Chứ hay bị dạng một chút gì xung quanh mép cái gân gì cả. Gân đang còn quá tốt, chất lượng keo đang còn quá tốt luôn. Thực sự lô loa này họ sử dụng rất là vệ sinh cẩn thận đấy. Quá tốt luôn đấy. Côn 76 các bác nhá. Đây là côn 76 và nhẹ là nhẹ 5 sóng. Đấy, côn 76 nhẹ 5 sóng. Hàng rất là đẹp. Các bác nhìn cho em từng cái vết keo tất cả mọi thứ đang quá là đẹp luôn, nguyên bản 100% cho mọi người luôn. Với những lô loa với giá trị cao như thế này thì đương nhiên là những lô loa bọn em phải có thằng tuyển mới dám lấy các bác ạ. Vì giá nó cũng khá là cao, cho nên đương nhiên là cái người mua hàng người ta cũng rất là cẩn thận khi chọn loa, chứ không phải là lấy ào ào. Cho nên là đương nhiên những đôi loa mà giá trị cao thực sự bọn em lấy hàng cũng không bao giờ dám lấy lô đâu. Bởi vì một lô loa này không may trong một lô chỉ cần hỏng một đôi là bọn em gần như là hết công luôn. Cho nên là phải chọn từng lô một thực sự đẹp mới dám lấy. Cho nên là những đôi loa như này thực sự các bác hoàn toàn yên tâm cho em về chất lượng. Cứ thế mà xài là thoải mái, chứ biết khi nào cho nó gọi là nó xuống cấp như thế nào đó. Cực kỳ đẹp luôn. Còn đối với phân tần thì của dòng thương hiệu của Tây Ban Nha thì từ xưa nay chắc các bác cũng không cần phải quá lăn tăn. Nó có một cái gì đó nó rất là đẳng cấp. Dù sử dụng những cái tụ vuông này, tụ vuông rất là to này. Đấy, tụ tròn, tụ vuông rất là to này. Đấy, rất đẹp các bác, tụ đen. Đấy, còn là tụ xanh, quận cảm. Rất là nhiều quận cảm. Thực sự phân tần họ làm đẹp thật. Chắc chắn, rất chắc chắn các bác nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn, nhìn nó khôn. Thực sự luôn là cái bác nhìn vào thì cái phân tần này nó quá khôn. Nhìn nó có cái gì đó nó thể hiện đẳng cấp lắm. Khôn. Chứ nó không dài dài giống như một số loại phân tần mới đều bây giờ. Mới những cái phân tần mới, những cái linh kiện phân tần các bác mua rời ấy, nhìn nó đều kiểu gì ấy. Những phân tần của hãng á, thiếu loa thì sự nhìn nó đẹp. Nó khôn đó. Nó không cần quá cầu kỳ, không cần quá to, nhưng mà nhìn nó rất là chắc chắn và khôn luôn. Thực sự từng cái linh kiện một họ nó rít dây rút lại hết là toàn bộ này. Đấy, từng con tụ đã hàn nhưng mà họ đã rít lại hết tất cả. Rất là cẩn thận. Đấy, thực sự là kể cả B3 hay là DK thì em cũng đã làm thực sự nhiều lắm rồi. Nhưng mà những con tụ đa số là họ cũng chỉ hàn xuống thôi. Hàn xuống và họ bôi keo là cùng thôi. Chứ là em chưa thấy cái hãng nào mà như hãng này. Họ rít từng con tụ nhỏ nhất. Đấy, họ rít dây từng con tụ nhỏ nhất luôn này. Đấy, từng con tụ tất cả mọi thứ đều rít hết toàn bộ, không sót một con nào luôn. Quần cám thì họ rít trừ trà bá luôn rồi. Đấy, rất là nhiều rồi. Thực sự quá là cẩn thận luôn. Quá đẹp các bác ạ. Quá đẹp luôn nhé. Đấy. Thùng vách thì tuyệt vời rồi, bằng gỗ. Chắc chắn lắm rồi, nên mọi người cũng không cần phải ăn lăn tăn nữa. Tép thì đẹp dã man luôn. Tép đẹp dã man luôn. Với 13 triệu, thực sự đây là một đôi loa mà chúng ta đáng phải sử dụng, phải sở hữu. Trên thị trường hiện tại bây giờ tầm 13 triệu. Kể cả những dòng loa neo, những dòng loa neo như TB, bắt neo, tép neo, về đây cũng chỉ bán khoảng tầm hơn 12 triệu, 13 triệu thôi cùng. Đấy, những đôi loa CAH đấy, bắt 30 con 100, bắt neo, bên em cũng chỉ bán có 12 triệu 800. Nhưng đối với JD, tất cả nó không phải là neo, nó không cần neo, nhưng mà cái giá trị của nó mang lại cho chúng ta nó là một sự đẳng cấp. Nó rất tuyệt vời bởi vì nó công nghệ và cũng như là chất liệu họ làm ra đôi loa này nó khác hoàn toàn. Nó giống như các bác để ý cho em, cũng rất là nhiều người thắc mắc tại sao cũng là loa 30 có những đôi loa rất là mắc. Đấy, có những đôi loa rất là mắc và những đôi loa nó cũng giống y chang mà nó lại rẻ hơn. Thì chúng ta đó gọi là phân khúc các bác nhá. Phân khúc và cũng như là thương hiệu của từng hãng. Nó cũng giống như một chiếc ô tô vậy á, một chiếc xe mẹt nó cũng lăn bánh bình thường, cũng chạy như thế thôi. Nhưng nó rất là cao, nhưng những chiếc Kia nó sẽ rẻ hơn chẳng hạn. Giống như hiện tại bên cửa hàng bên em ta bán những đôi Bosu thực sự nó tuyệt vời, nó đẹp, nó cũng rất là hay. Thực sự em bán nó cũng chưa ai chê cả, rất là tuyệt vời. Nhưng
JD thì nó lại nằm ở một cái đẳng cấp khác và nó nằm ở trên một cái khung khác, và nó khác hoàn toàn với thương hiệu. Cho nên là loa này thực sự các bác sử dụng cho em này nó rất là đẳng cấp, rất là tuyệt vời các bác nha. Nếu bác nào đang có điều kiện thì chúng ta cũng nên dinh ngay một loa này về, bởi vì nó cũng không có sẵn hàng nhiều để chúng ta có cơ hội lăn tăn được ăn. Đấy, nó không có nhiều để chúng ta có sự lựa chọn. Và nếu bác nào đang có nhu cầu lên liên hệ ngay bên em để chúng ta sử hữu ngay đôi loa này các bác nha. Về chất âm thì khỏi cần bàn, em bao hay, không hay cho trả lại nên cũng không phải lo. Các bác nha, yên tâm. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ở những clip sau ạ. Chào tạm biệt các bác.